Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh channel của mình. Thầy Hải cho biết mình là một seller bán xịt tay, Facebook của mình là Facebook Ba Hải Gác. Còn không là các bạn vào cái bay của mình là bay shopper gác. Nếu các bạn tìm không ra cái Facebook và cái bay thì các bạn gọi vào số điện thoại của mình. Số điện thoại của mình là 0988968897. Mình có dùng Zalo, mình có dùng iMessage. Các bạn muốn như mặt hàng nào như mình sẽ báo giá chính xác cho các bạn. Quay lại video thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái nón đến từ thương hiệu Gucci. Rồi để mình sẽ vào video để review chi tiết của cái nón này luôn nha. Và đây thì trên tay mình là một cái bóp của Gucci nè mọi người nè. Thì cái nón thường đa số là không có bóp nha mọi người. Cái nón đợt mới nó sẽ có bóp, nhưng mà có mấy đợt nó sẽ không có bóp, nhưng mà mình phải mua bóp riêng cho khách đó. Đó thì đây là cái bóp của cái nón mọi người nè. Và có một cái nơ màu đỏ nữa. Cái này là tùy theo phiên bản nha mọi người, chứ không phải là lúc nơ này nơ kia. Không có bạn kia bạn không mua cái mình cái túi, nhưng mà bạn muốn cần một cái shopping bag gì đó mà của phiên bản giới hạn á, thì cái đó là mình không có. Đó thì hôm nay mình có cái nào thì mình sẽ cho khách cái đó, hoặc là mà khách mà muốn mua tặng cho ai đó thì các bạn cứ yêu cầu mình sẽ mua bóp cho các bạn ha. Thì đây là cái nón mà mình đã từng làm video trước đó rồi mọi người, nhưng mà đợt này mình sẽ làm lại, mình sẽ nói lại cho các bạn ha. Thì trước đó thì mình làm một cái video đó thì chắc tầm khoảng 2 năm rồi mọi người. Thì cái giá của nó lúc đó hình như là có 7-8 triệu rồi mọi người à. Lúc đó là cái nón Gucci con ong đó mọi người. Thì bây giờ cái giá đã khác rồi mọi người, nó không còn cái giá cũ nữa. Tại vì Gucci nó đã tăng từng đợt, và cái đợt này là đợt mới nè. Lúc trước thì mình làm thì cái dust bag của nó là màu trắng, còn bây giờ cái dust bag của nó là màu lúa đó mọi người nè. Thì cái này là dạng như là mới luôn nha mọi người. Thành ra là có nhiều khách nói là sao mà lúc làm video thì là báo là 7 triệu mấy 8 triệu, mà bây giờ lại cái giá thành 10 mấy triệu. Thì cái đó là mình nói là do là hãng nó tăng giá chứ không phải là mình tăng giá nha mọi người. Với lại cái này là đợt mới nha mọi người, chứ nó không phải là đợt cũ. Rồi bây giờ mình sẽ mở cho các bạn xem luôn đi ha. Đây thì cái đợt mới mọi người, cái này nó cũng là cái tag mới luôn mọi người à. Trước đó thì mình làm thì cái tag nó là màu trắng, còn cái này là cái tag mới, là cái nón là nó sản xuất của năm mới luôn mọi người ha. Tại đây đây cũng là một cái nón monogram, vì cái họa tiết của nó vẫn là bình thường mọi người, vẫn là monogram và có hình con ong đó, nó không có thay đổi gì về cái ngoại hình hết trơn á, nó chỉ thay đổi về cái tag thôi mọi người. Tại vì mấy mẫu này là nhưng mà nó sản xuất liên tục mọi người, nó không có bỏ mẫu đâu. Ở mặt sau sẽ có một cái khóa nè, khóa này là cái dạng như là cái dây này, cái dây màu huyền thoại của thằng Gucci mọi người ha. Thì cái này các bạn cũng mua phải đúng size luôn mọi người ha. Cái size này size M, size 58, size M 58 là các bạn đo đúng cái đầu của mình là các bạn mang thôi. Cái này các bạn có thể 58 mà các bạn có thể thun lại một xíu thôi, các bạn thun hoặc là các bạn nới ra một xíu thôi. Tại cái phần da là mọi người nào các bạn có thể nới ra nó vô được một xíu, chứ nó không có phải là nới vào trong nha mọi người. Tại các bạn mang phải đúng. Hôm bữa không có khách của mình á, thì chắc được tặng hay sao á, mà tặng cái nón này là mang không có vừa mọi người. Thì đi ra ngoài spa họ cắt luôn, cắt không phải spa mà spa bình thường của mọi người, em như là sửa nón bình thường thôi, thì họ cắt luôn. Rồi khi mà bán lại thì bán không được, tại vì cái đó là nó đã bị lỗi rồi, bị hư rồi, thì nó sẽ mất giá trị của cái nón lắm. Thành ra mọi người cẩn thận, là mọi người mua thì mọi người phải nhớ check đúng size để cho seller họ lựa đúng size cho mọi người ha. Thì ở mặt sau cũng là một cái lưới bình thường mọi người này ha. Ở logo trên đây nó sẽ có một cái logo Gucci nè, ở trong cũng vậy luôn mọi người. Ở trong thì bên đây cũng sẽ có một cái logo của Gucci, và bên đây sẽ có một cái tag, nó có cái size mọi người nè. Đó, size M và size nó ghi là 58. 58 thì tượng trưng thôi mọi người. Thì các bạn đầu 57 hay là 59 mang cũng ok nha mọi người. Cái nón Gucci là mọi người mình thấy là có những cái nón mà phiên bản con hổ lúa bây giờ là giá, lúc trước thì mình bán tầm khoảng 20 mấy triệu, 10 mấy triệu, có lúc thì tầm khoảng 30 mấy triệu luôn. Bây giờ là giá rất là rẻ, bây giờ tầm còn có 10 mấy triệu thôi. Còn cái nón mà hình con hổ mà kiểu như phiên bản khác mọi người đến cả 30 mấy triệu luôn. Nói chung là tùy theo phiên bản nó hiếm hay không hiếm với mọi người ha. Thì bây giờ là mình có nón rất là nhiều những cái phiên bản đó, có những người người ta ôm lại á mọi người, thì người ta sẽ bán cái giá rất là cao. Nón bây giờ tầm khoảng 10 mấy đổ lên thôi mọi người à. Còn nếu mà các bạn muốn mua mà tầm khoảng 8-9 triệu á, thì những cái nón mà kiểu như là nó đại trà, hoặc cái nón kiểu như là nó bình thường á. Còn những cái nón này hầu như là nhiều người săn cái nón này lắm mọi người. Ai cũng thích những cái nón mà cái mẫu như vậy nè mọi người nè, mẫu lưỡi chai á. Còn những cái mẫu mà monogram hay là jumbo á, thì nó sẽ rẻ hơn, nó sẽ tầm khoảng 10 triệu hay là đổ lại thôi, chứ không có nhiều lắm. Đó thì mình nói sơ về cái chuyện mà cái giá của Gucci nó tăng mọi người ha. Thành ra là cái nón này bây giờ tầm khoảng 10 mấy triệu. Hình như là mình còn size SM vậy đó. Nếu mà các bạn thích thì các bạn cứ inbox cho mình đi, mình sẽ báo giá chính xác các bạn. Mình còn rất là nhiều cái mẫu nón phiên bản mới lắm, các bạn thích thì các bạn cứ follow mình, hoặc là follow trên Facebook của mình á. Mình hay đăng ở trên đó nhiều mọi người, thì mình sẽ đăng thường xuyên mọi người ha. Còn cũng có dép Gucci nè, nam nữ đều có hết. Thì nếu mà các bạn thích cái em này, các bạn cứ báo cho mình đi, mình còn size nào mình sẽ báo cho các bạn cái đó. Thì nếu mà mọi người thích cái video này, mọi người thích cái nón này, mọi người nhớ cho mình một like, nhớ subscribe kênh YouTube của mình và bấm chuông thông báo cái bên để nhận những video mới nhất của mình, nhớ cho mình một tim ở bên TikTok. Rồi bye bye, tạm biệt mọi người.